Bài báo cáo của em gồm có 4 phần là mở đầu, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận và kết luận kiến nghị. Thì dựa trên những cái nghiên cứu trước đó về giá trị tiên lượng của của những cái thang điểm sẵn có như là CAP 65, CRP 65 hay là New Steel thì và một số đặc điểm lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 thì Steve Woodard và cộng sự đã tiến hành xây dựng thang điểm RIS trên bệnh nhân chuyên biệt cho bệnh nhân COVID-19. Sau đó thì Edward Su và cộng sự đã tiến hành đánh giá giá trị của thang điểm này cho những bệnh nhân COVID nhẹ hoặc không có triệu chứng. Thì đây là thang điểm RIS với các biến như là sinh hiệu, chi giác, hỗ trợ oxy, giới, tuổi và trạng thái vận động. Thì mỗi giá trị của từng biến sẽ tương ứng với từng mức điểm từ 1 tới 4 và tổng điểm cuối cùng sẽ tương ứng với nguy cơ tử vong hoặc hỗ trợ cơ quan khác nhau. Tuy nhiên thì vì là nghiên cứu hồi cứu nên Edward Su không thể đánh giá được biến trạng thái vận động. Vậy nên ông đã loại bỏ biến này và tạo ra thang điểm Modified RIS hay là MRIS. Thì từ nghiên cứu của ông cho thấy là thang điểm MRIS đối với có độ nhạy là khá cao là 97,7% và AUC là 0,86. Tuy nhiên thì kết quả này chỉ ở trên những bệnh nhân COVID nhẹ hoặc không có triệu chứng. Thì hiện nay Việt Nam cũng chưa có những nghiên cứu nào về thang điểm này, đặc biệt là đối với những bệnh nhân trung bình nặng phải nhập viện. Vì vậy nên chúng em thực hiện nghiên cứu giá trị tiên lượng của thang điểm MRIS ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện với mục tiêu là khảo sát giá trị tiên lượng của thang điểm MRIS trên đối tượng bệnh nhân này với những mục tiêu cụ thể như trên. Thì nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu đoàn hệ với phương pháp thu thập dữ liệu là hồi cứu hồ sơ bệnh án kéo dài từ tháng 11 2021 đến tháng 8 năm 2022 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Cộng mẫu tối thiểu trong nghiên cứu của em là 320 mẫu với tiêu chuẩn chọn vào là những bệnh nhân trên 18 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 và là những bệnh nhân trung bình nặng theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Và tiêu chuẩn lại ra là những bệnh nhân không đủ thông tin sinh hiệu lúc nhập viện và những bệnh nhân đang được điều trị từ tuyến dưới. Kết cục của nghiên cứu là bệnh nhân tử vong hoặc là hỗ trợ cơ quan. Hỗ trợ cơ quan gồm có hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ tim mạch và hỗ trợ chức năng thận. Đề cương nghiên cứu đã được thông qua bởi Hội đồng Y Đức Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và chúng em sử dụng phần mềm Microsoft Excel 365 R Studio 4.1.2 để xử lý số liệu. Thì qua quá trình thu thập, chúng em thu thập được là 300, tổng cộng là 350 mẫu và qua quá trình sàng lọc, chúng em loại ra được và chúng em chọn được 339 mẫu, bao gồm 142 mẫu có kết cục bất lợi, chiếm 41,9% và 197 mẫu không có kết cục, chiếm 58,1%. Trung vị tuổi trong nghiên cứu của chúng em là 70 và tỷ lệ nam nữ xấp xỉ 1:1 và điều này cũng tương đồng trong nghiên cứu của Edward Su. Tại thời điểm thu thập số liệu thì có tới 60% bệnh nhân chưa được tiêm mũi vaccine nào và chỉ có khoảng 20% bệnh nhân được tiêm đủ 2 mũi. Về kết cục thì có 90 bệnh nhân có tử vong, trong đó thì 88 ca có hỗ trợ cơ quan và chỉ 2 ca là không hỗ trợ cơ quan. Và trong tổng số 140 bệnh nhân có hỗ trợ cơ quan thì hỗ trợ hô hấp chiếm nhiều nhất là 65% và có 10% bệnh nhân được hỗ trợ cùng lúc ba cơ quan. Đây là biểu đồ hộp thể hiện mối tương quan về tổng điểm MRIS giữa nhóm có kết cục và nhóm không có kết cục. Thì ta thấy là trung vị tuổi ở nhóm có kết cục là biểu đồ màu xanh là 11 điểm, cao hơn 4 điểm so với nhóm không có kết cục và điều này có ý nghĩa thống kê. Và khi khảo sát nguy cơ xảy ra kết cục tương ứng với từng mức điểm thì chúng em nhận thấy là mức điểm MRIS càng cao thì tỷ lệ có kết cục càng lớn. Những bệnh nhân có MRIS dưới 4 thì tỷ lệ có kết cục là 0% và những bệnh nhân có điểm MRIS trên 15 điểm thì tỷ lệ có kết cục là 100% và đều có ý nghĩa thống kê. Và điều này cũng tương đồng với nghiên cứu của Edward Su. Trong nghiên cứu của mình thì Edward Su chọn ra được ngưỡng cách tối ưu là trên 4 thì chúng em cũng nghiên cứu, cũng đánh giá giá trị của thang điểm ở ngưỡng cách này thì nhận thấy là tại ngưỡng cách trên 4 thì thang điểm có độ nhạy là 97,9%, độ đặc hiệu là 19,3%, giá trị tên đánh dương là 46,6% và giá trị tên đánh âm là 92,7. Thì độ nhạy này cũng tương đồng với nghiên cứu của Edward Su. Tuy nhiên thì độ đặc hiệu là khá thấp và cũng thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của ông là 47,2. Để đánh giá giá trị tiên lượng của thang điểm về tiêu chí độ phân định thì nhận thấy là IUC của kết cục nói chung và kết cục hỗ trợ cơ quan là 0,77,
Trong khi IUC có kết cục tử vong là 0.72 thì cái này là thấp hơn nhiều so với giá trị là 0.86 trong nghiên cứu gốc. Và điều này thì cũng có thể lý giải là do mối tương quan giữa một số với tương quan trong của một giữa một số biến trong thần kinh MRS như là nhịp tim, huyết áp, nhịp thở với kết cục là không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì tại cái mức IUC này thì giá trị tiên lượng là ở mức khá tốt và có thể áp dụng được trên lâm sàng. Về tiêu chí độ chính xác thì ta nhận thấy là đường phi tham số gần nhất với đường lý tưởng trong khoảng giá trị dưới 0.4 cho thấy là thang điểm có giá trị tiên lượng chính xác nhất đối với những bệnh nhân có tiên lượng dưới 40%. Ngoài ra thì chỉ số R bình phương khá thấp là 0.29 và chỉ số Bayer khá cao là 0.19 cho thấy là độ chính xác của thang điểm chưa cao. Điều này cũng có thể lý giải do một số biến trong thang điểm MRS với kết cục nó không có ý nghĩa thống kê. Cuối cùng thì dựa trên tiêu chuẩn Yuden, chúng em cũng chọn ra được ngưỡng cắt tối ưu của thang điểm là trên 9. Tuy nhiên thì tại cái ngưỡng cắt này thì độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tin đánh dương và giá trị tin đánh âm là khá thấp và khó có giá trị trong tầm sát và tin lượng. Khảo sát xác suất sống còn tích lũy đối với mức ngưỡng cắt này thì em nhận thấy là theo thời gian thì nhóm có điểm MRS trên 9 có nguy cơ xảy ra kết cục cao hơn hẳn so với nhóm có điểm MRS dưới 9 và thời gian trung vị cũng là cao hơn, là cũng thấp ngắn hơn 20 ngày. Và điều này có ý nghĩa thống kê, cũng nhận ra được xu hướng tương tự khi mà khảo sát riêng nguy cơ hỗ trợ cơ quan và tử vong. Tuy nhiên thì ta có thể thấy là ở hỗ trợ cơ quan sẽ có sự khác biệt rõ rệt hơn nhiều. Chúng em cũng khảo sát biến thiên giá trị IUC theo thời gian nằm viện thì nhận thấy là đối với kết cục tử vong và hỗ trợ kết cục nói chung và kết cục hỗ trợ cơ quan có sự tăng đột biến IUC vào những ngày cuối từ ngày 27 đến ngày 30, trong khi giá trị IUC của kết cục tử vong chỉ dao động quanh 0.6 trong suốt 30 ngày. Điều này thì cũng có thể lý giải là do thời gian nằm viện càng lâu thì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện càng lớn và phải hỗ trợ cơ quan. Thì ở trên là những kết quả nghiên cứu của nhóm chúng em, và tuy nhiên thì nghiên cứu cũng không thể tránh khỏi những mặt hạn chế. Thứ nhất là có thể là sai lệch thông tin do hồi cứu dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Thứ hai là nghiên cứu không thể đánh giá được giá trị của thang điểm trong tiên lượng những bệnh nhân chuyển nặng được chuyển lên từ các cơ sở y tế tuyến dưới. Về tổng kết thì chúng em nhận thấy là MRS tương quan thuận với tỷ lệ tử vong hoặc hỗ trợ cơ quan. Với ngưỡng cắt trên 4 thì điểm MRS có giá trị có độ nhạy và giá trị tin đánh âm cao, có giá trị trong tầm soát và với mức IUC là 0.77 thì có thể áp dụng được trên lâm sàng. Và tuy nhiên với ngưỡng cắt tối ưu là trên 9 thì thang điểm MRS không có giá trị cao trong việc tin lượng và tầm soát. Từ đó thì chúng em cũng có những kiến nghị là có thể sử dụng thang điểm này trong lâm sàng để hỗ trợ tin lượng kết cục hoặc tử vong hỗ trợ cơ quan trên bệnh nhân COVID-19 nhập viện và có thể sử dụng ngưỡng cắt là MRS trên 4. Ngoài ra thì có thể thực hiện một nghiên cứu khác với thiết kế nghiên cứu tốt hơn để có thể xây dựng thang điểm tiên lượng tối ưu, thang điểm tiên lượng tối ưu cho những bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Chúng em xin cảm ơn Hội Hô hấp Việt Nam đã tạo điều kiện để có thể có buổi thuyết trình, buổi báo cáo ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe.